Đô xin chào tất cả mọi người, lại là Đô Tiên Sinh đây. Ngày hôm nay thì Đô chia sẻ mọi người cách làm trà bưởi nấu với đường phèn để trị bệnh ho với mỡ trong máu nha anh em. Thì hôm nay Đô ra vườn để hái một trái bưởi vô làm cái món trà bưởi này anh em. Bưởi nhà mình tuy cây ghép nhưng mà ra trái sớm quá. Bây giờ trước khi mà mình nấu thì mình sẽ rửa bưởi cho sạch sẽ. Rồi sau đó mình cắt bưởi ra. Mình tách vỏ ra để mình lấy vỏ nha anh em. Các bạn chọn loại bưởi to trái và loại mỏng vỏ thôi nha các anh em. Cái cách lột bưởi này của mình đó, nó đơn giản là mình học hỏi từ những người đi trước nè. Rất là đơn giản luôn. Sau đó mình tét bưởi ra để tách lấy phần ruột của nó nha. Bưởi ruột đỏ này hơi ngon nè, rất là ngọt luôn. Mình chuẩn bị loại bưởi mà bưởi ruột đỏ, cơm rất là dày và đặc biệt là cái vỏ nó mỏng. Mình sẽ cắt cái phần trắng trắng này ra nè, cái phần trắng bên trong á mình cắt bỏ ra, lại bỏ nha nó nha. Mình chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, mình xắt nhẹ ra. Xắt mỏng mỏng càng tốt nha mọi người. Bây giờ Đô sẽ đổ vô thau nước để rửa sơ với nước muối nè. Cái nước màu nước ra xanh quá trời xanh luôn. Bây giờ Đô sẽ đổ vỏ bưởi và cái muối vào để mình nấu luôn nha. Sau đó Đô sẽ sử dụng 250 g đường phèn. Đô sẽ nấu ở nhiệt độ là khoảng tầm 100 độ C thôi nha. Và đồng thời nấu trong thời gian là nửa tiếng đồng hồ. Đó, sau khi nấu trong thời gian nửa tiếng đồng hồ thì Đô dỡ nắp ra, trộn đều lên và Đô thấy rằng nó đã cạn rồi các bạn. Và muối bưởi đã khô cạn rút nước rồi. Bây giờ Đô sẽ đổ vào hũ để mà Đô cất dành đồ uống nè. Này đổ mình để tủ lạnh uống quá ok nha anh em. Uống trị ho với lại mỡ trong máu rất là tốt. Mình pha cho mẹ mình một ly và cho mình một ly để uống thử coi xem nó tuyệt vời như thế nào anh em. Các bạn pha trà bưởi với nước nóng nè. Cảm giác khi mà uống vô các bạn, nó cái mùi rất là thơm, mùi bưởi và có vị hơi ngọt ngọt xíu và vị nhẫn của bưởi, vị nhẫn của cái vỏ bưởi á. Các bạn xem video của mình hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của tôi nha. Tôi chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye.